Huy phải tốt với mẹ con Hương, đó cũng chính là cách để Uyên chuộc lỗi với Hương. Những ngày bên Uyên là những ngày hạnh phúc nhất của Uyên mà. Uyên chỉ xin Huy chuyện này thôi. Huy hôn em đi, một lần thôi cũng được. Chị cứ về quê đi, mọi chuyện em sẽ đứng ra nhận hết trách nhiệm cho. Nhưng mà Uyên không thể để cho Huy lúc nào cũng đứng ra chịu hết tất cả tội lỗi về mình như vậy được. Uyên sẽ làm theo cách của mình. Cách nào? Cách để Uyên có thể thanh thản trong lòng, cách để Uyên có thể chuộc lại những lỗi lầm của mình. Huy còn gánh nặng gia đình, Huy còn phải lo cho con trai, cho Hương nữa. Nếu như em đã vào tù thì Hương sẽ chăm sóc cho con một thời gian được không? Lần này thì Uyên sẽ làm mọi cách để Huy không phải vào tù. Huy phải tốt với mẹ con Hương, đó cũng chính là cách để Uyên chuộc lỗi với Hương. Một mình thằng Bảo trả giá là đủ rồi. Anh Bảo trả giá là bởi vì đã nuôi hận thù với gia đình Huy quá lâu, và đó cũng chính là sai lầm của Uyên. Chính vì hận thù mà Uyên đã lao vào con đường như thế này. Có lần Uyên nói với Huy là sau này nếu có cơ hội, Uyên sẽ giải thích hết tất cả cho Huy biết vì sao Uyên đi theo con đường này, đúng không? Em nhớ. Vậy lâu nay em vẫn luôn thắc mắc. Hồi đó ở quê, Uyên có một người yêu tên là Phong, và tụi Uyên cũng đã tính tới chuyện hôn nhân. Rồi tự nhiên một ngày nọ, gia đình anh ấy bỗng nhiên giàu lên nhờ được đền bù một mảnh đất rất lớn khi người ta mở khu công nghiệp. Cha anh ấy đột nhiên lắm tiền rồi bắt đầu ăn chơi, giống như ông Tư và những người mà mình đã xảy ra nữa. Đúng như vậy. Nhưng đó chưa phải là điều kinh khủng nhất. Uyên và cả anh Phong không hề hay biết ông ta từ lâu đã rất thích Uyên, thậm chí là thèm khát Uyên nữa. Trời ơi, đó là một người đàn ông đáng ghê tởm. Ông ta đã gạt Uyên, đưa Uyên vào bẫy và hại đời Uyên. Dù ông ta biết rất rõ tình yêu của Uyên và con trai của ông ấy, đúng là không thể tin được. Nhưng mà cũng phải tin, Uyên đã đi báo công an và ông ta phải đi tù. Nhưng mà Huy có biết, Huy có biết điều đó làm cho anh Phong phải thất cổ tự tử vì quá đau khổ không? Bây giờ thì em đang hiểu là tại sao chị luôn muốn chọn những đối tượng xảy ra là những người đàn ông lớn tuổi, nhà quê và giàu lên, giàu bán đất, và chị đã mang mối hận vào những người đàn ông như vậy và lao vào nghề xảy ra. Đó là ban đầu, sau đó thì Uyên lại có thêm một động lực là hy vọng và một mối tình đẹp với anh Bảo. Nhưng anh Bảo đã làm Uyên thất vọng. Nhưng rồi Uyên lại gặp Huy. Em cũng là người có lỗi với chị. Những ngày bên Huy là những ngày hạnh phúc nhất của Uyên mà. Uyên chỉ xin Huy chuyện này thôi. Huy hôn em đi, một lần thôi cũng được. Anh có biết tổ che giấu tội phạm là gì không? Dạ thưa tôi biết. Vậy tại sao khi chúng tôi hỏi về cô gái có mặt trong trang trại thì anh nói là bạn mới quen? Cô ấy đến đây để khai nhận và đã đầu thú với chúng tôi. Tôi chỉ muốn cô ấy được bình yên thôi. Không ai phạm tội mà bình yên được đâu. Cô ấy đã tham gia băng nhóm cờ bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tôi hiểu rồi, tôi xin khai lại hết tất cả những gì tôi đã biết. Anh nên nhớ luật pháp chúng ta rất nhân đạo, là hình phạt luôn có những khoản giảm nhẹ cho những người thành khẩn. Chính anh cũng có một hành động đáng khen, đó là giúp chúng tôi tóm gọn được tên Bảo và tên Toàn. Thì thấy chị vẫn có thần sắc tốt như vậy. Phải giữ gìn nhan sắc để sau này ra tù còn có chồng nữa chứ. Mà 2 năm cũng qua nhanh thôi, giống như em hồi đó vậy. Bây giờ á thì ổn rồi, chứ mấy ngày mới vô á Uyên thấy ngày dài kinh khủng. Uyên tự nhủ là mình phải cố gắng nhiều hơn, vì đây cũng là cái giá mà Uyên phải trả mà. Vậy tụi mình luôn là bạn đúng không? Luôn là bạn chứ. Chuyện của Huy với Hương á, lúc nào thì hai người đám cưới? Không có đơn giản như vậy đâu. Hương chỉ tha thứ cho em để cho cô Hiếu có một người cha, nhưng mà để Hương đồng ý lấy em thì không đâu. Em phải làm sao để cho Hương quên đi tất cả những sự thù hận. Hoàng lương không đơn giản một chút nào, đúng không chị?